Em Út thân chào cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì em tiếp tục giao lưu cùng cả nhà mình, đó là một cây linh sam hoa hồng đang ra hoa nha cả nhà. Linh sam nhà em hiện tại đang ra hoa rất là nhiều cả nhà ơi. Và còn rất là nhiều nụ nữa nha cả nhà nha. Đây anh chị em mình có thể thấy ha, linh sam hoa hồng nha cả nhà. À, cây này rất là duyên, anh chị em mình về thay cho em một cái chậu như cả nhà. Cây này hoành trên cổ rễ của nó là 12 cm, chiều cao của nó là 30 cm nha cả nhà. Cây này thì em vào kẽm được 3 nước rồi anh chị em mình ơi. Vào kẽm được 3 nước rồi, bộ tàn anh chị em mình thấy nè. Đây, cái bộ tàn của nó thì tương đối nó ấm, nó tròn, nó đều hai bên luôn nha cả nhà. À, anh chị em nào ưng ý cây này thì nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 nha cả nhà ơi. Đang ra hoa và còn rất là nhiều nụ nha anh chị em mình. Linh sam hoa hồng nha. Em vào được 3 nước kẽm rồi cả nhà. Đang nụ rất là nhiều, nụ và hoa rất là nhiều anh chị em mình ơi. Đây cái bộ rễ của cây nha cả nhà nha. Ưng ý cây này thì nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 nha anh chị em mình. Linh sam hoa hồng nha cả nhà. Đó, ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha.